20 triệu và chiếc laptop gaming này mang lại cho chúng ta những gì? Màn hình 144Hz, CPU Intel Gen 13 hay là card đồ họa RTX với 6GB RAM, rất nhiều những ưu điểm mạnh mẽ trên chiếc HP Victus 15 phiên bản 2023 này. Và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ được đi trải nghiệm một chiếc laptop mà từ trước cái này thì cứ nhắc tới em nó là chúng ta nghĩ đến chiếc laptop gaming mát nhất của năm. Bởi vì phiên bản 2021 chúng ta đã có một cái giải ở chiếc laptop này. Đó. Thì sang phiên bản 2023 sau hai thế hệ thì bây giờ em nó có cho chúng ta một cái nhiệt độ mát nhất của năm hay không? Và hiệu năng trong tầm giá thì nó có xứng đáng để chúng ta có thể lựa chọn cho tầm giá khoảng 20 triệu này hay không? Để cùng Laptop World trả lời câu hỏi đó trong video này em nhá. Bắt đầu thôi. Về cơ bản thì thiết kế của chiếc Victus này nó vẫn khá là giống với cả phiên bản 2022. Chúng ta sẽ có một cái màu ở đây là một cái màu xanh tím than, trông nó khá là huyền bí, đúng không anh em? Mặt lưng thì sẽ có logo Victus và như một tấm gương vậy, có thể soi gương được ở trên đây. Không biết cái logo này nó giống với một cái thương hiệu gì đấy mà mình đã nhìn, mình trông nó rất là quen luôn. Vertu, đúng rồi, Vertu anh em ạ, cái logo chữ V. Bên dưới là dòng chữ Victus cũng như là một số các cái thông tin thiết kế bởi HP các thứ đó. Toàn bộ cạnh sau này sẽ là khe thoát gió tản nhiệt. Không, chỉ là cạnh bên trái của máy là khe thoát gió thôi. Cạnh bên phải họ làm như thế là để fake anh em ạ. Trông có vẻ như là một chiếc máy có một cái airflow cực kỳ là khủng, cực kỳ là thông thoáng. Tuy nhiên thì từ từ đã, bên này nó là fake anh em ạ, bên này nó mới là thật này. Hóa ra là hàng pha trộn này. Cạnh bên này chúng ta sẽ có một dải các lưới thoát lưới đồng và thoát gió tản nhiệt. Phải nói là cũng khá là rộng, một không gian như này là đủ lớn để giúp cho hai quạt tản nhiệt của máy ở phía bên dưới này vận hành được max công suất. Và đó, cạnh đáy đây trông nó đặc trưng một chiếc Omen, đúng không anh em? Khá là thông thoáng và lưới lọc bụi các thứ rất là cẩn thận. Thì cái chiếc máy này nó sử dụng luôn cái phần mềm HP Omen. Đây, cái phần mềm Omen Gaming Hub chúng ta có thể tùy chỉnh được ở trong này. Performance Control, chúng ta có thể chuyển sang chế độ Performance. Nhưng mà để mà mắc quạt lên ấy, thì chúng ta phải chuyển sang đây, Fan Speed ở bên dưới này, có chế độ Auto hoặc là mắc. Mình có thể chuyển một phát sang mắc để anh em nghe tiếng quạt đó. Ok. Nói chung thì trong mặt bằng chung, laptop gaming tầm giá 20 triệu nhá, đây vẫn là một chiếc quạt rất êm và vẫn rất là mát. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua về thông số cấu hình của combo này cho anh em có thể nắm được. Em nó sẽ được sử dụng một con Intel Core i5 Gen 13 i5-13420H anh em ạ. Thì với con 13420H này nó sẽ cho chúng ta là trong đó sẽ có là 8 nhân và 12 luồng. Một cái thông số mà nghe cũng khá là dị đúng không nào. Thì trong 8 nhân sẽ có trong ta 4 nhân hiệu năng cao và 4 nhân là tiết kiệm điện anh em nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ có RAM là vẫn là DDR4 anh em ạ, tối ưu mức giá thành. Ở đây chúng ta sẽ có single channel DDR4 8GB RAM. Và cái việc đầu tiên khi em mua máy về, nâng cấp thêm một con RAM nữa cho mình. Chỉ có thế thôi, không cần phải làm gì nhiều nữa. Nâng thêm một con RAM nữa lên 16GB chạy đùa channel là quá ngon rồi trong tầm giá này. Ngoài ra chúng ta sẽ có là SSD 512GB và cả đồ họa mới là cái thứ quan trọng. RTX 3050 nhưng mà không phải là 4GB mà là bản refresh, chúng ta đã có 6GB RAM, nhiều ngang với cả 4050 luôn. Thì với con 3050 phiên bản 6GB thì bây giờ nó không còn phế như trước nữa rồi anh em ạ. Nó không còn như kiểu là ngang ngửa với cả 1650 trước đây đâu. Bây giờ chúng ta có thể mang con 3050 này đi quẩy những con game AAA với mức VRAM đó là cao hơn. Và chúng ta có thể quẩy ở mức đâu đó setting medium, màn hình Full HD vẫn mang lại cho chúng ta cái mức FPS đạt vào khoảng độ 70, 80, 90, thậm chí có những lúc hơn 100 FPS. Đó, mình thấy là khá ngon đấy chứ nhỉ, setting medium nhá. Nếu như mà trên phiên bản 3050 4GB trước đó chúng ta thậm chí để mức setting low nó có chưa đạt trong tầm FPS, nó ngon nghẻ tới vậy cơ. Thì ở đây mình có cái FPS như này mình thấy là rất ok rồi. Và đồ họa mượt đẹp hơn khá nhiều. Đó là cái mạnh của con 3050 này. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng vào những cái tác vụ làm việc, edit video với những project nó nặng hơn một chút. Thì với 6GB RAM ở trên này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là tốt hơn khá nhiều. Đó là cái ưu điểm phiên bản mới này. Tuy nhiên trong mức giá rẻ hơn, chỉ có 20 triệu đồng, hợp lý đúng không anh em? Theo mình thấy là rất hợp lý với combo cấu hình này đấy. Thì ban nãy mình đi chạy qua một số những bài test nho nhỏ trên này mời anh em xem qua. Đầu tiên là bài test Siemens R23. Thì trong quá trình mình chạy em nó ăn tối đa trên cái con CPU này lên tới là 81W điện trên con
i5-13420H này nó ăn chỉ tối đa là 80W điện thôi. Trên cái thông số của nhà sản xuất, trên thông số của Intel ấy, họ đưa là con này ăn tối đa là 95W cơ. Nhưng mà trên chiếc máy này, tối ưu cho hiệu năng, tối ưu nhiệt độ thì nó sẽ chỉ giữ ở mức là 81W điện là ổn định. Và nhiệt độ nó rất là mát. Nếu mà nó ăn vào trong khoảng độ 70-80 độ thì nó sẽ chỉ dao động trong khoảng độ 70-mấy độ C mà thôi, 74 độ C mà thôi. Khá là mát mẻ anh em ạ. Đó. Và sau khi mà mình hoàn thành cả hai bài test single core, multi core, chúng ta sẽ có mức điểm số cũng phải nói không mấy là quá ấn tượng, đúng không nào? Trong cái tầm giá hợp lý như này, chúng ta sẽ có điểm single core sẽ là 1274 điểm và multi core sẽ là 11769 điểm. Nó là vừa đủ dùng. Chúng ta để có thể sử dụng để chơi game, để có thể sử dụng để làm tác vụ đồ họa bán chuyên. Đó. Anh em nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng qua cái bài test tiếp theo là bài test Fermat. Ở đây anh em hoàn toàn có thể thấy là em RTX 3050 này ăn là 75W điện đúng như thông số của hãng công bố. Chúng ta sẽ có mức điện năng thực dụng ở trên đây vào khoảng 75-76W điện ở trên 3050. Và nhiệt độ cho em nó phải nói là rất mát mẻ, dao động trong ngưỡng là 64 độ C mà thôi trên em máy này. 64 độ C ăn vào là khoảng 75W điện là hợp lý và mát mẻ cho em nó, đúng rồi anh em. Hơn nữa FPS đạt trong là 75 FPS trong mức setting màn hình Full HD, Full Screen anh em nhá. Tiếp theo mình sẽ thử sức em nó qua hai tựa game, một tựa game là Spider-Man và một tựa game là CS:GO. Rõ ràng đây là một tựa game theo AAA, còn một tựa game là eSports để cho anh em có thể nhìn ra được cái hiệu năng của em này, các đồ họa mới này, nó sẽ cho chúng ta thiên về cái gì là mạnh hơn. Ok, thì sau khi mà mình trải nghiệm qua hai tựa game thì chúng ta có thể thấy với Spider-Man Miles Morales, chúng ta sẽ có cái mức FPS dao động trong khoảng độ hơn 70 FPS trở lên, lên tới khoảng hơn 100 cho cái tựa game này ở mức setting medium, độ phân giải Full HD, Full Screen anh em nhá. Và cái mức nhiệt độ của nó thì cũng khá là mát mẻ, dao động trong ngưỡng là khoảng độ 71-72 độ C mà thôi trên phiên bản card đồ họa này. Điện năng ăn vào là khoảng 68-70W điện, là một cái mức điện năng mà gần như là hoạt động max công suất trên phiên bản card đồ họa này rồi, mà nhiệt độ nó vẫn rất là mát. Và cái quan trọng ở đây là với mức VRAM nó cao hơn, nó tối ưu hơn cho chúng ta vào cái việc chơi những tựa game AAA như thế này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đây, chúng ta hãy cùng qua tới tựa game CS:GO. Lúc này thì mình để full max setting 2 luôn anh em nhá, cao nhất. Đấy, max setting ở trên cái tựa game CS:GO luôn, trên độ phân giải màn hình là Full HD thì chúng ta có thể thấy là FPS của nó dao động trong khoảng độ 150 cho tới khoảng 180 FPS. Nó là phần nào đó ngang bằng so với cả RTX 3050 4GB RAM. Thì rõ ràng là với phiên bản 3050 6GB này nó cũng không mang lại một cái ưu điểm quá lớn so với cả việc chúng ta đi chơi những tựa game eSports, mà nó sẽ mang lại ưu điểm là vượt trội hơn so với cả việc chúng ta đi chơi vào những cái tựa game AAA. Đó, yêu cầu một cái mức VRAM cao nhiều hơn thì em nó sẽ tối ưu hơn cho chúng ta anh em nhá. Rồi. Đó, chúng ta vừa qua một chút về cái thông số cấu hình cũng như về hiệu năng của cái chiếc laptop này. Bây giờ chúng ta cùng đi qua một số những cái điểm trang bị khác nữa ở trên HP Victus 15 phiên bản 2023. Tổng quan về phía bên trong này, chúng ta vẫn sẽ thấy em nó cho chúng ta một chiếc màn hình bên trên kích thước 15.6 inch, độ phân giải Full HD và tấm nền IPS, tần số quét 144Hz. Cái việc trang bị chúng ta một cái lớp phủ chống lóa thêm vào đó nữa là có một phần nào đó có vẻ như là HP đã tinh chỉnh lại cái chiếc màn hình này để mang lại một cái trải nghiệm về thị giác rất là tối ưu hơn. Hình ảnh nó có một cái sự nổi và sắc nét hơn. Đó là cái cảm nhận của cá nhân mình, đặc biệt là khi mình chơi game. Mà anh em cũng có thể dễ dàng cảm nhận qua ống kính. Màu sắc khá là tươi và ổn anh em nhé. Mặc dù là độ phủ màu sẽ chỉ giữ trong mức khoảng 65% sRGB mà thôi, xem với cả những mẫu laptop gaming khác, đặc biệt là trong tầm giá. Mức độ sáng vẫn sẽ là 250 nit. Ok. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có đủ webcam và micro thoại. Bên dưới sẽ có một bản lề một trục chạy dài anh em nhé. Và đây sẽ là khu vực bàn phím. Bàn phím layout full size, có đèn nền màu trắng, có giải phím số phụ, có các nút bật tắt nhanh. Lưu ý nút nguồn đặt ở típ phía bên trong này. Và bên cạnh đó sẽ là nút delete cũng như là nút mở nhanh Omen Gaming Hub để chúng ta có thể tùy chỉnh hiệu năng của máy. Ok. Cảm nhận của mình về cái phần bàn phím này, nó đầm, chắc chắn, ít flex và không quá nhiều điểm để nói ở đây, ngoại trừ việc em nó không có LED RGB cho chúng ta. Một chiếc laptop gaming nhá, anh em cần phải lưu ý điều này. Trackpad thì kích thước là đủ lớn cho một chiếc laptop gaming đấy chứ, đúng không nào? Ít bị rít tay thôi, thi thoảng mình bị ra mồ hôi tay nhiều thì nó hơi rít một chút thôi, còn đâu thì lướt khá là mướt anh em nhá. Và mặt C thì sẽ hơi bám vân tay một chút ở khu vực này. Nhưng mà cái vật liệu máy ấy, mình cảm thấy rất thích. Nó làm hơi nhám, mịn mịn, nhám nhám, sờ nên rất là thích tay luôn anh em ạ. Đó là cái ưu điểm. Ngoài ra còn một số những cái trang bị trên chiếc máy này mà mình cũng cần phải nhắc với anh em. Thứ nhất đấy chính là về loa, nó được trang bị một con loa B&O. B&O là như vậy thôi, nhưng mà mình thấy ở trên chiếc laptop này loa nó cũng bình thường lắm, không mang lại một cái chất lượng nó quá nổi bật. Ở mức rất là bình thường, nghe chống cháy được anh em nhá.
Còn một thứ mà mình thấy thích nhất ở trên chiếc máy này đây, đấy chính là về pin. Và đồng pin rất là trâu anh em ạ. Mình thật sự là rất ít khi bắt gặp một chiếc laptop gaming trong tầm giá khoảng 20 triệu mà trong tay viên pin trâu như thế, 4 cell và 70W. Thì với cái việc mà mình có sử dụng để trải nghiệm lướt web thông thường, xem YouTube thông thường mà thôi thì nó trụ cực kỳ tốt luôn. Hôm nay thì mình cũng có mở lên, mình có mở máy lên và mình có test qua một chút về pin ở trên chiếc máy này, thì anh em có thể hoàn toàn theo dõi qua ở cái bảng thông số ở đây. Mình có mở YouTube, mình lướt web và mình có xem qua một số video trên YouTube trong khoảng độ 3 tiếng rưỡi nha anh em nhé. 3 tiếng rưỡi thì em nó tụt mất là hơn 40% pin. Đó. Ít đúng không anh em? 44% pin. Theo mình đánh giá là khá ít. Và cái thời gian trải nghiệm trên máy này hơn 3 tiếng rưỡi mà tụt 44% pin, tức là chúng ta vẫn còn một nửa dung lượng pin nữa để có thể sử dụng tiếp. Tức là chúng ta có thể sử dụng tốt trong khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ với tác vụ nhẹ nhàng lướt web ở trên chiếc máy này. Một thời gian trụ pin phải nói là khá trâu, 4 cell 70W anh em nhá. Ok, ngoài ra thì về cổng kết nối là khá đủ. Có đủ mạng LAN, USB-A 2 cổng, USB-C 1 cổng, HDMI, rồi là cổng nguồn jack audio. Và có cả khe cắm thẻ SD full size ở bên dưới này nữa. Đó. Em nó sẽ hơi ít cổng A một chút, chỉ có 2 cổng mà thôi. Cho nên chúng ta lưu ý nếu muốn dùng nhiều hơn thì cắm ra dock anh em nhá. Và đó là những điều mình muốn nói về chiếc HP Victus 15 phiên bản 2023. Còn anh em cảm thấy sao về chiếc laptop này? Trong tầm giá, cấu hình, hiệu năng, trang bị, thiết kế, tản nhiệt, mọi thứ anh em đánh giá thế nào? Comment bên dưới bình luận cho mình biết anh em nhé. Đừng quên cho laptop một like và một sub, cũng như nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.